cá trích bà con. Bà con ta biết cá trích hết rồi phải không bà con? Nhưng mà nó rất tốt cho sức khỏe đúng không bà con? Nhưng mà không phải tốt là ai ăn cũng được. Những người có bệnh ở này vui lòng đừng ăn cá trích. Ăn vào thì chứng bệnh của mình lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con. Và nó xấu đi cho sức khỏe của mình. Đó là những người không nên ăn. Cá trích này là nam giới yếu sinh lý, phụ nữ có vấn đề về tử cung, đang có vấn đề về tình dục, ức chế khả năng miễn dịch, trời nóng lạnh, con người bị bệnh là không ăn cá trích để cho nó tốt cho sức khỏe của mình, là vui lòng đừng ăn cá trích đối với những nam giới yếu sinh lý, phụ nữ có vấn đề tử cung, đang có vấn đề về tình dục, ức chế khả năng miễn dịch, trời nóng lạnh, con người bị bệnh, vui lòng đừng ăn để cho nó tốt, tốt cho sức khỏe của mình. Đó, như vậy thì ngoài ra còn ăn được hết vì nó có lợi cho sức khỏe, nó tốt cho tim mạch, xương khớp, bổ não, ngăn ngừa suy dinh dưỡng, còi xương ở trẻ em, chống lão hóa, ngăn ngừa viêm nhiễm, nâng cao hệ miễn dịch, làm cho tốt cho mắt, cho não, giảm trầm cảm, tốt cho bà bầu, phụ nữ đang cho con bú. Ta ăn như các loại cá khác, hàng ngày ta thường ăn, hàng ngày ta ăn thế nào thì ăn cá trích này cũng vậy. Nhưng mà ăn một tuần nghỉ một ngày là nghĩa là ăn 6 ngày phải nghỉ một ngày bà con ạ, rồi mới tiếp tục ăn. Mong bà con ta vui vẻ mạnh khỏe. Chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào. Woo!